Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn lắp một chiếc robot tăng từ một con rover như thế này. Thì để mà lắp được một robot tăng thì chúng ta sẽ cần một bộ phụ kiện, đó là bộ phụ kiện lắp ráp robot tăng. Mình sẽ đính kèm cái link mua sản phẩm này ở dưới video, các bạn có thể tham khảo. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lắp ráp. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tắt nguồn robot. Nếu mà robot đang mở thì các bạn có thể tắt nguồn robot nhé. Sau đó các bạn rút Yolovit ra giúp mình và thực hiện tháo cảm biến siêu âm, tháo bánh xe trước và tháo cả hai bánh xe sau. Sẽ thực hiện tháo cảm biến siêu âm trước. Rồi, tháo luôn dây nhé. Ta sẽ tháo cái bánh này. Để mà tháo bánh này thì các bạn có thể tháo bóng này ra. Sau khi các bạn tháo xong thì các bạn lắp lại cái tấm này vào. Rồi, sau khi lắp xong thì các bạn cắt cái bánh xe này thì chúng ta sẽ không sử dụng cái bánh xe này. Đồng thời các bạn sẽ tháo hai bánh này đi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có một cái phần thân robot như thế này. Tiếp theo chúng ta sẽ mở cái bộ này ra. Trong một bộ rover tăng thì nó sẽ có những cái chi tiết như sau. Các bạn nhìn thấy, các bạn sẽ kiểm tra. Nó sẽ gồm những chi tiết mà mình bày để trình bày. Chúng ta sẽ cầm lấy cái bánh. Rồi, những cái bánh này thì lát nữa mình sẽ nói về công dụng của nó sau, tạm thời chúng ta sẽ chưa sử dụng tới. Rồi, đây là chúng ta sẽ có những cái chi tiết như thế này. Rồi, mình đã tháo bánh xe, tháo bánh xe trước, bánh xe sau và tháo cái cảm biến phát hiện vật cản ra. Thì tiếp theo chúng ta sẽ lắp. Đầu tiên các bạn sẽ lắp cái thanh này vào hai đoạn này giùm mình. Đây, các bạn đặt vào. Các bạn dùng ốc M415 nha. Các bạn sẽ lắp vào như thế này. Khi lắp vào như thế này, tiếp theo chúng ta sẽ dùng chốt. Mình lắp vào lỗ hai và lỗ ba. Rồi, tương tự bên đây. Rồi, sau khi lắp như thế này xong thì các bạn sẽ sử dụng thanh chữ T. Các bạn lắp vào như thế này giúp mình. Nhớ nha, nó sẽ nằm như thế này. Tương tự bên đây. Rồi, sau khi lắp xong thì các bạn sẽ sử dụng thanh trục như thế này, các bạn lắp vào lỗ này. Sẽ sử dụng chốt dài. Tiếp theo là chốt ngắn. Các bạn dịch chuyển cái này như thế nào đó để cho cái này nó nhẹ ha. Tương tự cái thanh bên đây, dịch chút này
ta đã có hai phần trục trước, trục sau là hai trục bánh xe. Tiếp theo các bạn sẽ lắp vào cho mình. Chúng ta sẽ có hai chiều nha, một chiều là nó sẽ có cái trục ra như thế này, một chiều là có một cái trục lõm vào. Thì đầu tiên các bạn ráp cho mình hai cái bánh mà có trục lòi ra ngoài, sử dụng cái này lắp vào. Nhớ nha, trục này nó sẽ lõm vào trong. Đó. Tương tự cái thứ hai nó sẽ lõm vào trong. Rồi hai cái còn lại thì các bạn sẽ giúp cho mình là cái trục này mình sẽ gắn cái này ngay chỗ có phần có trục này nha. Đó. Bạn thấy không? Lắp tương tự như cái này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có một cặp bánh phần có phần lõm và một cặp bánh có phần lồi. Cặp bánh có phần lõm thì các bạn sẽ giúp mình dùng cái chốt trục chuyển từ động cơ N20 sang động trục Lego, các bạn sẽ lắp vào. Các bạn sẽ thấy có chữ G ha. Rồi, các bạn lắp vào như thế này. Đó. Chúng ta sẽ có hai phần trục như thế này. Sau đó các bạn sẽ lấy cái bánh xe mà có phần lõm. Các bạn sẽ lấy bánh xe có phần lõm và các bạn lắp vào. Lắp vào cái trục này. Rồi, bên đây tương tự, bánh xe có phần lõm. Lắp vào. Rồi, các bạn thấy chưa? Tiếp theo, chúng ta sẽ sử dụng bánh xe có phần lồi. Các bạn lắp vào phía trước cho mình. Tương tự bên đây, chúng ta sẽ sử dụng bánh xe có phần lồi. Ta lắp vào. Rồi. Khi mà lắp 4 bánh xe xong thì các bạn sẽ tiến lắp bánh tăng vào giùm mình. Gắn cho nó vô khớp là được ha. Các bạn thấy là khi lắp vào thì cái nó sẽ gây dây tăng sẽ căng bánh xe. Tiếp theo chúng ta sẽ lắp những cái chốt này để cho bánh xe nó cứng hơn. Tiếp theo các bạn sẽ sử dụng thanh số 11 lỗ. Thế chúng ta sẽ lắp cái thanh 15 lỗ. Rồi, nó sẽ được như thế này ha. Bánh xe nó thẳng lại các bạn thấy không? Rồi, tương tự nữa đây. Chúng ta sẽ lắp cái chốt này vào. Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ lắp thêm những cái chốt, những cái thanh để nó giúp cho cố định phần trục bánh xe nó không có bị văng ra khi di chuyển. Các bạn sẽ sử dụng đây, các bạn nhìn giúp mình, chúng ta sẽ lắp vào như thế này. Các bạn nhìn nha, 1, 2, 3, 4. Lỗ số 4 và lỗ số 5. Đây chúng ta dùng thanh này.
nó sẽ như vậy. Thêm ta sẽ lắp chỗ này lên đây như thế này. Đấy. Sử dụng thanh này. Ta sẽ sử dụng 5M. Cố định. Mình thấy nó sẽ cứng hơn đúng không? Nó sẽ khó bằng ra hơn. Bây giờ chúng ta sẽ lắp cái phần đây. 1, 2, 3, 4, 5. Mình sẽ lắp vào ổ số 4. Số 5. Sẽ xin thân này. Sẽ lắp vào. Tiếp theo chúng ta sử dụng thân này. Như thế này. Đó. Chúng ta sẽ sử dụng hai cái ổ lon. Ta sẽ lắp vào. Đây. Rồi. Sau khi lắp xong chúng ta sẽ có một cái thân tăng như thế này. Thế chúng ta sẽ lắp lại cái miếng siêu âm vào thân tăng này. Thì các bạn có thể có nhiều cách lắp, các bạn muốn lắp ở ngay vị trí này cũng được. Còn mình thì mình sẽ tháo ra và mình chọn một cái cách lắp khác. Các bạn sẽ sử dụng cho mình bu lông M415, sẽ lắp vào lỗ chính giữa cho mình như thế này. Sẽ luồn dây vào và lắp. Rồi. Cuối cùng là chúng ta sẽ lắp vừa là biết vào và bật công tắc lên. Cuối cùng thì các bạn sẽ nạp firmware của tải thư viện robot rover tăng vào cho chúng ta sẽ điều khiển hoạt động như một robot rover bình thường, chỉ khác cái là chúng ta sẽ di chuyển bằng cánh tăng. Rồi.